Cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Huỳnh Family Cuộc Sống ở Mỹ. Thì cũng như mỗi khi bây giờ là cũng giữa tháng 9 rồi, cho nên bây giờ là mình bắt đầu mình thu hoạch thì từ từ tới cho đến hết khi nào cây trồng này nó không có ra hoa, hoa ra trái nữa nha cả nhà. Thì bây giờ là mình sẽ đi dưới sự giúp sức của ông già Dương, thì Dương sẽ đi thu hoạch mấy cái trái cà tím. Ấy lục trái cà pháo, cái cà tím hoài. Bây giờ mình đi ha. Đây mình chuẩn bị mình thu hoạch cà nha cả nhà. Mày mấy cái trái cà này là nó chín rồi, nó vàng, nó già, để mình lấy hộp lại. À đây, nhờ sự trợ giúp của ông già đây. Ông già không hái. À, nó già thì để vàng để mình lấy hộp lại cho năm sau. Đây, ở đây. Đây nữa nè cả nhà. Để đây nè. Đó. Để già để lấy hộp. Thì còn mấy trái nào mình thu hoạch thì mình thu hoạch. Nói chung là cũng được khoảng mười mấy hai chục trái. Cắt đũa được hũ. Này nè cái nha. Nè, thấy chưa? Cái bự không á nha cả nhà. Này trời, nó kêu như cục bi á. Rồi một cây. Ồ, có trái cà bự kìa. Ồ, bự khổng lồ luôn. Quá đỉnh. Trời ơi, có một trái cà. Cà này là cà ông nội. Cà này cà ông ngoại cả nhà. Trời ơi, hai trái cà bự nè. Mình thu hoạch thôi. Giờ mình đi tiếp tục mình nói bên đây. Bên đây thì được khoảng mấy trái nữa. Rồi bên đây đựng chùm nữa nè. Ở đây nè. Chùm đây. Quá trời quá đất cà luôn. À, cũng nhiều quá cả nha. Tí xíu là trồng có mấy cây mà cũng được, cũng được một hai rồi cả nha. Được một phao rồi nè. Mình vô thì cái này là mình vô muối mình ăn thôi. Còn không mình vậy là xong. Hết chưa ta? Chắc hết rồi đó. Hết rồi đó. Còn mấy cái kia nhỏ nhỏ không chắc để đó ha ba ha. Để đi. Mấy cái vàng vàng đó. Để vàng. Rồi vậy là hết rồi. À, bây giờ là mình đi thu hoạch bí nha cả nhà. Thì bí giờ Dương trồng cũng đã to nè. Cái trái này nè, hồi xưa nó nè cả nhà, nó xanh xanh đó, bây giờ nó cả nhà thấy nè, nó đỏ rồi, nó vàng vậy rồi nè, trái là nó già rồi. Rồi bây giờ mình hái được rồi, mình mùa này mình cũng đi thu hoạch bí thôi nè cả nhà. Ờ à. Ở đây nữa nè cả nhà. Trời ơi, quá trời bí rồi nè. Cả nhà thấy không? Ở trong nữa kìa. À. Còn mấy trái này nè, nó xanh xanh là nó chưa chín đâu. Nó chưa có già. Ở trong kia là trái vàng vàng nữa kìa. Bây giờ mình đi hái đây. Rồi, Dương đã chuẩn bị sẵn cái này rồi. Để mình đựng bí nha cả nhà. Thì bây giờ mình đi mình hái bí thôi. À. Ồ, nó cứng lắm á cả nhà. Đây, đây là Dương đã được trái bí.
Trái bí này ở đây nó gọi là trái bí bí mật bí gì á. Trời nó nhiều lắm cả nhà ơi. Bây giờ mình đi mình thu gom vừa vừa là được rồi. Để Dương coi trái bí này. Thôi trái bí này để cho nó già tí xíu nó đi. Dương thu cái bí này nó già già. Ồ cái này cũng được rồi nè. Ừ. Nè cả nhà, trời ơi, cái sình nó dơ nhưng mà cái nhìn nó ngon không? Ai vô để đây. Trời ơi, đây nữa nè cả nhà. Rồi được nè. Cái này để đi ha. Chế biến. Nó cứng kinh khủng luôn á cả nhà. Ôi. Mà chắc nó chưa hái được á. Cái này đầu tiên được hai trái bí. Còn cái bí bự đó mình nghĩ mình hái được chưa ta? Đi coi coi. Chắc mình để quá. Mình chưa hái được đâu, rồi phải nó cho nó vàng vàng chút xíu nữa, nó còn xanh quá. Thế là hôm nay mình được có hai trái bí bơ và hai trái bí mật này cả nhà. Rồi bây giờ mình tiếp tục thôi. Dương sẽ thu cái này luôn, tại vì cái cây giấy dây này nó bị héo rồi cả nhà ơi, cho nên Dương sẽ đi lấy luôn. Ây da. Trời ơi, chồng đâu nhỉ? Tốt trên trời á. Đây. Thấy đây, thấy đây. Ây da. Ây da. Trời chắc quá ha. Ở đây được hai trái nữa. Mình dọn dây luôn á cả nhà. Bí nè, được không? Được chứ. Bí bánh xe. Ây da. Trời, cũng bắt cũng hay. Rồi, ở đây là có mấy cái dây bí này nè cả nhà. Thì bây giờ mình đi thăm mấy chừng mấy cái dây bí á, rồi mình đi mình hái thôi. Thì cái dây đó còn, cái dây này nó rụi rồi nè. Dây này nó rụi rồi thì Dương sẽ đi Dương hái hết. Mấy dây nào nó rụi hết rồi đó thì mình đi mình hái nha cả nhà. Đó, như cái trái đó đó, nó cũng đã rụi rồi. Thì bây giờ mình đi mình collect nó hết rồi mình thu mình gom lại hết thôi. Đây. Cả nhà ơi, hôm nay là ngày đi hái bí, ngày đi lụm bí nha, ăn bí giết bí luôn quá. Trời, đây. Anh ngồi sát vô đây chứ. Mà cái nhà cái dây bí nó nhiều là cái nhà cái nó chết rồi, nhưng mà giờ mình cắt cái bí nó thôi nè. Đây đây con ơi, được một quả bí. Ở đây này một dây bí nữa đây cả nhà, nhớ không cả nhà? Nhớ ngay chỗ này là dưới gốc hồng á. Kỳ trước Dương cũng hái mấy trái rồi thì bây giờ nó cũng đã rụi dây rồi, thì giờ Dương hái thêm thôi. Bạn Dương đi collect hết, dọn cái vườn luôn cả nhà ơi, tại vì mùa thu tới rồi cho nên bây giờ mình dọn trước. Mấy trái bí này mình ăn nó ngọt lắm nha cả nhà, mình hầm cái gì nó cũng ngon, còn không cả nhà ây da, còn không cả nhà trời ơi, nó cứng như đá vậy ta.
Còn không cả nhà cho mấy đứa nít chơi Halloween cũng được. Ở đây là siêu thị nó bán đấy các cha. Cái này là nó chơi Halloween rồi cả nhà. Tại Dương chắc không nổi, cái cuốn dài quá cho nên Dương để đây luôn. Đây là được ba trái nữa, mình bỏ vô cái rổ nha cả nhà. Thế là một ngày thu hoạch của Dương nó đã có kết quả rồi nha cả nhà. Thì Dương đã được khoảng một cái này gọi là một cái gì ta, một cái rổ hả, không phải rổ nhưng mà là một cái đầy bí luôn á nha cả nhà, đủ loại bí hết, bí vàng, bí bơ, rồi bí xanh nữa, nói chung là nhiều loại. Và được hồi nãy được một ít đậu cà pháo chứ, một ít cà pháo nữa. Bây giờ là Dương có được bí. Dương cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Huỳnh Family Cuộc Sống Ở Mỹ. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái video mới nhất của Dương nha. Còn bây giờ Dương xin chào.